Thế hai chị em nói đưa nó đi nhỉ? Không ngồi được. Đi tiếp. Không ngồi được, bên đấy đâu gãy. Kéo nhẹ thôi con, kéo chậm thôi, chậm thôi. Kéo từ từ em thôi, từ từ thôi. Kéo em đi chậm thôi. Nào từ từ thôi nhỉ. Đi đi, đi đi. Đi đi, kéo đi đi.